we sail a little bit high. Em nó chửi em quá mới đi thiên thần ơi. Đó mỗi anh ngồi thiền biết bao lâu mới được nhiều đó đó em. Rồi ngay từ bây giờ cô chú anh chị mình ai có lấy bé trên tay rồi tập trung vào ánh sáng chuẩn bị dò số luôn à. Mấy gì ra, số gì ra, số gì ra, số gì ra, số gì ra, mấy gì ra. Đang nặng mà nghe em kêu còn cờ ra mà con mấy còn mấy gì ra, mấy gì ra, số gì ra. Mấy gì ra, số gì ra, số gì ra. Đi trong trường sân theo mấy con tàu quay qua đèo Hải Vân mây bay lên núi. Nhớ khi xưa qua đèo qua suối mà lòng ta mơ. Tàu qua núi cao, sao chết chót, sao chết chót, sao chết chót. Mấy gì ra, tàu tàu ơi. Mấy gì ra, số gì ra. Rồi quý vị ơi, chỉ còn vòng hai vòng loại nữa thôi thì bên trên chúng em sẽ tổ dòng đặc biệt cho quý vị mình dò ha. Đêm nay cũng là đêm chủ nhật và là đêm cuối của tuần thì bên trên chúng em sẽ tổ hai dòng đặc biệt cho quý vị mình dò. Và mỗi một vòng đặc biệt thì chúng ta sẽ trúng được một chiếc điện thoại Samsung Galaxy A20 giống việc nha. Mấy gì ra, số gì ra, số gì ra, mấy gì ra. Mấy gì đây, mấy gì ra, mấy gì ra. Số gì ra, số gì ra, số gì ra, mấy gì ra, mấy gì ra. Tiếng đã kêu buông đầy lòng dặn vào lòng hồn mơ. Đang đưa ta đi bóng đâu, lắng nghe ôi sao buồn quá. Cầu còn hai vé chót cho quý vị ơi. Rồi chúng ta thảo nhi còn hai cái cuối bán trên tay luôn. Giờ bây giờ chúng ta đồng thời quý vị nào xuống bé trên tay một lần nữa giơ tay giùm em. Còn đã có đứa bé rồi chúng ta đồng thời quý vị mình ăn bé trên tay. Tập trung do số. Mấy gì ra, số gì ra, mấy gì ra, mấy gì ra, mấy gì ra, số gì ra, mấy gì ra, mấy gì ra. Công lương lưu quan kể từ lúc công lương theo chồng. Trời đất sống hoàng cung mà thầm lo trong mối tơ do đã giúp em ta theo rừng mò. Kể từ lúc cung son lên đèn thăm các theo hào chân mới hay thì ra con bạch diễm sương hai đứa trong đêm khuya ứ từ 54 54 54 với một con quý vị ơi cái gạch gạch chưa xuống thì ra xuống thì đây đi 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 không thì khi con tình yêu đương là sau với đầu khi con tình yêu đương là chết với đầu từ thì ta biết cớ sao thì buồn từ đó không ai ai còn gặp nàng đâu nữa chỉ thấy còn tin tưởng nhiều khi thấy nàng khóc một mình. Lộn lộn rồi, cái gì vậy? Nó lộn lộn rồi, có ổn rồi đó. Khác lại, khác lại sao? Không có được cái điều đó. Anh đã vô thành rồi, để em sống ông quen. Đưa nhau lên tàu về quê em thấy vui hơn. Sao? Về tàu. Quê mình cưới nhau luôn, về quê mình quất nhau luôn, về quê mình đút nhau luôn. Đút quất mà được má. Bà làm gì tôi không bà lấy cái hai cái sừng mà ngoáy 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 tôi à? Đó là tự nhiên mà cắm đầu của bà vô tôi à? Kỳ cục. Im thôi, im. Tao đâm mày à. Tao đâm con số năm. Con số năm
còn số 5, còn số 5, còn số 5 của mấy chị đa, mấy chị đa, mấy chị đa, mấy chị đa, mấy chị đa. Đường nào nay đã hoạch nhiều, còn thơ chưa chiếc khóc kiều mà ba về. Nghe không anh não nề mà lê thảm, những chiều buồn ngồi ngắm mây trôi. Nỗi lòng đài đỏ ai ơi, vì ai anh phải trọn đời mà nhớ thương. Sầu cánh cánh bên lòng mà tổn thương, tiếng dậy ai nhớ môi tơ lòng. Chỉ đêm đêm gối chiếc một mình, phòng loan em xé tan tành mà gối qua có 43. 43, 43, 43, 43, 43. Xuống gì đây, xuống gì đặt cái mũi gì đây, mũi gì đây, cái mũi gì đây, mũi gì đây, mũi gì đây. Cái gió đưa trăng, trời trăng mà đưa gió, chớ trăng lặng rồi gió biết mà đưa ai. Còn 12, còn 12, còn 12, còn 12, còn 12, số gì đã cái hai gì đây, hai gì đã cái hai gì đã cái hai gì đã hai gì đã cái hai gì đã hai gì đã. Ngọc Lan đành sao đưa sang ngô nhào, sóng to bà đào, tay thuy buồn đời là của vụ mai. 22, 22 là chiếc lá cờ hên. Và bây giờ 22 là có chủ nhân may mắn nha. Em xin mời khán giả đào động dạy cho ta mạnh dạng với lực sân khấu à. Rồi bây giờ 22, tôi nhận lỗi. Rồi bây giờ xin mời các nhà mình khoan cô xé tờ vé nha chị nha. Chúng ta cùng nhau kiểm tra lại vé hộp để chúng ta trao quà và không hộp để chúng ta cầm vé cho xin lại tiếp tục. Rồi bây giờ tiếp tục mạnh dạn giùm em à. Ai có nhu cầu mua vé chúng ta tiếp tục ủng hộ chụp lại mới. Chúng ta nhớ nha, những tờ lá vé lô tô mà chúng ta ủng hộ mà không có may mắn đọc dài, chúng ta quay lại mặt sau tờ lá vé. Chúng ta ghi họ và tên cũng như là số điện thoại để cho những dòng lợi gần cuối cùng đại diện cho một thành viên của đoàn sẽ được gom lại những tờ lá vé đó bỏ vào trong cái thùng và chúng ta nhận qua tặng phẩm may mắn nhất nha. Ký hiệu là 1593, con số vừa kêu 12, có 1, số 5, có 2, 22, có 3, 49, có 4. Chủ nhân nào đọt giải được không ạ? Đây người đẹp, chủ nhân thứ hai nha. Và tờ lá vé ký là 1570, 12, có 1, 49, có 2, 22, có 3, số 5, có 4. Và trong lần này chúng ta có hai chủ nhân may mắn nha. Theo thể lệ trò chơi chúng ta sẽ được bắt đầu đến với chương trình là quay số. Ai lớn nhất chúng ta nhận qua phần quà lớn nhất mà hai em bước qua bên kia nha. Đó. Và kính thưa tất cả quý vị, đêm nay chúng ta sẽ được nhận qua tặng phẩm đặc biệt là một chiếc điện thoại Samsung Galaxy A20. Xin mời các nhà mình nhớ nhá, ủng hộ thì chúng ta sẽ có những phần quà cầm trên tay ngay từ bây giờ. Rồi. Một vé là một cơ may, một vé là một niềm hy vọng. Anh trai 50. 50 anh trai. 26. Rồi chia tay với em nha. Em ơi, cái phiếu này nè, mình là cái quầy đỏ đỏ đó đó. Mình đưa cái phiếu này vô, mình nhận ly nước miễn phí. Ha, cảm ơn em, qua đường này lấy phiếu lấy nước luôn đi. Rồi cảm ơn nhà tài trợ Timo nha, qua cho em cái bao luôn em. Đó, và tiếp tục ủng hộ cho dòng lời mới với tiền vẫn là 10 ngày đồng anh chị. Thuốc cái này ta bày keo khác, thất không có cơ may đọc dạy cùng phần quà của đồng cho tặng tất cả quý vị. Hãy cùng ủng hộ nha. Và bây giờ không để tất cả quý vị chờ đợi lâu, chúng ta cùng đến với tiếng hát ngọt ngào, dạ thẩu. Và lời nói đầu tiên, trên phép dạ thẩu xin được gửi đến tất cả quý vị lời chúc sức khỏe và một lời chào trân trọng nhất. Và xin chúc cho tất cả quý vị có một buổi tối vui chơi do lô tô thật là thoải mái và đặc biệt là may mắn sẽ nhận được những phần quà của đoàn lô tô Sài Gòn của chúng em rất là dễ thương. Xin cảm ơn những tình cảm ưu ái của tất cả quý vị đã dành cho đoàn và nhân viên ở đoàn trong suốt thời gian qua. Và để lúc này bằng một ca khúc, và Thảo xin mời tất cả quý vị nghe lại ca khúc chương trình được mang tên Yêu Lầm. Xin mời tất cả quý vị cùng lắng nghe. Yeah.
bằng nhiều mắt đi. Mày gì ra đem vé cho nàng Bạch Tiến luôn kìa. Mày gì ra 500, hai đứa cho chị Huyền 500 à. Cái chị Huyền Nhi Nhi đem vé cho quả luôn nè Nhi. Mày gì ra em nhớ nhau chỉ ngày đi đến chờ. Đêm nay khi bóng trăng qua hai tay, xa em đêm nay đêm rất dài. Hãy ôm em đêm nay cho quên hết những ngày mai. Đi xa em, đi xa em, đi xa em đêm nay. 32, 32, 32, 32, 32, 32. Mấy chị ra, mấy chị đi, mấy chị ra. Sao như vậy? Chị má. Mấy chị ra. Đây, anh xã. Chị nè. Kính thưa tất cả quý vị, trong thời gian tất cả quý vị đến đây ủng hộ cho đoàn, cảm ơn tất cả các bác anh chị đã dành những thời gian quý báu nhất đã thưởng thức với chương trình của đoàn Luân Tôn Sài Gòn Tân Thời. Và em xin được thông báo, em có đánh, em có nhặt được một cái chốt và lụ mì. Ủa phải, cái chốt giống như là chị... cái chốt lụ đạn. Không phải, xe hơi á. Xe hơi. Ai làm gơi. Cái lô tô mà chạy xe hơi đó. Đó, ai mà làm gơi nha, vui lòng chúng ta bước lên sân khấu, chúng ta chuộc lại 600 ngàn. Trời, mày mới ta ủi cái xe hơi vô đây phải. Lên đi. Đây nè. Hả, cái gì hả? Cái gì, xe máy hả sao? Trời, xui luôn. Mày nói xe hơi. Bà nói trước. Trời, ai nói trước? Bà. Ôi xin lỗi, ta xin lỗi. Anh ơi, anh bước lên đây anh. Dạ em có nhận được một cái thẻ xe của chung cư Hoa Phượng nha. Anh chị em nào làm gơi á chúng ta nhớ nhặt lại. Em của con đó, giả bộ chục vậy thôi. Này của anh phải không? Của ở chung anh cư. Chắc chưa? Tạc 600 đưa ra. Trời ơi là trời. Thiếu hả? Thiếu hả? Hên là nó dính đó nha. Lát cho anh ơi đưa ảnh mùi nhé đi. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu chuẩn bị dò số tiếp nha. Mấy chị ra, mấy chị đem mấy chị ra. Mấy chị đem mấy chị ra. Hai chị đây hai chị ra. Mẹ ơi sao con là bê đê, là bê đê, sao là ô môi, kiếp này là bê đê, xong chơi mà hẹn kiếp sau, kiếp sau có còn được bê đê giống như bây giờ hay không mà hay như thế nào, nửa 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 lòng nhau, 26, 26, 20, mày không có vậy, còn đâu là chi? Còn còn cớ phụ lòng nhau. Ôi, hay quá. 26 26 26 nằm gì ra cái nằm gì ra cái nằm gì ra cái nằm gì ra cái nằm gì đây nằm gì ra chiều nay ra bờ sông giang ra thấy con chuồn chuồn bay về chuồn chuồn đưa tinh tao bay về em về xuống ta 53 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
sai cũng có chị mập. Bây giờ giọng định của em là bây giờ chắc ăn sẽ không đúng đâu, nhưng mà quý vị ơi, Dạ Thảo có mập không quý vị? Lên chục ký luôn. Có cái 5 ký hả? 5 ký đâu. Mấy cái áo dài kia Thảo mặc hết nhiều mày rồi. Mấy gì ra, số gì ra, số gì ra. Mấy gì ra, mấy gì ra. Mấy kế ơi làm ơn nhớ cho, sống có tâm xin đừng tạo nghiệp. Nghiệp bởi do đâu mà ra, sân si tà tâm ghét gần. Không rồi cười bơi sẽ kinh, trời quán than kêu ca dần dần. Không si xét trắng đen ngon ngành, về sao tấm thân dưỡng cố đau đành cam. 28 xuống đi đi mây, đi đi mây, đi đi xuống đi đây. Chiều buồn ơi chiều buồn, xót thương nàng lệ rơi chưa nhã. Bao yêu ai chiều buồn, sân khấn sâu ơi kẻ khó phai. Ta xa đến hôm nay, rồi ngày mai sẽ luôn tương hồn. Hứa cô lấy chiều buồn, người yêu ơi ơi, nhưng tất là gì ai. Còn số 2, còn số 2, còn số 2, là biết lá cờ hơn. Nhau may mắn nha, xin mời các nhà mình khoan bôi xé tờ vé, chúng ta cùng nhau kiểm tra lại vé. Rồi anh chị ba khán giả nào đọc dạy, chúng ta mạnh dạn với lên sân khấu à. Và tiếp tục ở một chương trình lợi mới. Và sau mỗi vòng lợi chúng ta không có cơ may đọc dạy, chúng ta vẫn còn một quyền là chúng ta quay lại mặt sau tờ vé. Chúng ta ghi họ và tên cũng như là số điện thoại, để những vòng lợi cuối cùng sẽ có thành viên chúng tôi sẽ được đi gom lại những tờ vé đó, để mong đem đến tất cả các bác anh chị mình với một phần quà đặc biệt ưu ái của đoàn trao tặng tất cả quý vị. Chị ơi, mời chị bước lên sân khấu à. Và tờ lá vé màu hồng của chủ nhân đầu tiên 1499 nha. Con số vừa kêu là con số 28. Dạ có 1. Số 2. Số 2. 37. Có 3. 53. Dạ có 4. Chủ nhân đầu tiên hợp lệ chủ nhân thứ 2 kêu là 1528. Có 1. 37. Có 2. 53. Có 3. Con ốc. Số 2 và có 4. Và trong lời này chúng ta đã có 2 chủ nhân may mắn nha. Theo tỷ lệ trò chơi chúng ta sẽ được nhận qua đó là. Chị ơi quay cái lòng. Hiếu. Chốt cái lòng cầu lại. Chốt cái lòng cầu lại. Đây 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 chị, một cái phiếu nước nha. Lời các bạn đỏ đỏ, chúng ta đưa cái này vô, chúng ta nhận qua nước miễn phí. Rồi chúng ta sẽ được nhận một con Pikachu, mỗi một người chúng ta lấy lại vốn. Chúng ta quay banh nha. Rồi ai lớn nhất chúng ta sẽ được nhận qua gấu khổng lồ qua bên kia. Đó. Rồi xong chưa? Số mấy? Ui, 21. Số 6 chia tay với chị nha. Rồi chị bỏ cái này xuống, chị nhận gấu lớn giùm em. Và bây giờ tiếp tục ủng hộ cho dòng lời mới. If we sail a little bit higher.